Rồi, xin chào các bạn, hôm nay là những ngày đầu của tháng 6. Thì hôm nay mình xin cập nhật cho các bạn giá của Samsung tại Thế Động trong những ngày đầu tháng 6 này ha. Thì xem qua tháng mới này Samsung đang có giảm giá hay khuyến mãi gì đặc biệt không các bạn nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái con Samsung Galaxy A04 phiên bản RAM 4GB. Hiện tại có giá là 3.490.000, đang có chương trình giảm giá trực tiếp 300.000 là còn 3.190.000 cho con Samsung Galaxy A04 phiên bản RAM 4GB. Thì A04 này nó sẽ được thiết kế phía sau mặt lưng bằng nhựa bóng bẩy rất là đẹp ha, với cộng hai camera phía sau với cam chính lên đến là 50MP, một camera phụ là 2MP, camera selfie phía trước là 5MP. Máy có màn hình là 6.5 inch với độ phân giải là HD+, sử dụng chuyên chip là Helio B35, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Viên pin trên Samsung Galaxy A04 này sẽ là viên pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 15W. Con này hiện tại nó sẽ có thêm một cái phiên bản là RAM 3GB nữa các bạn nha. Rồi, A04 3.190.000. Rồi, một phiên bản nâng cấp của A04 đó là A04S giá 3.990, hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp 300.000 là còn 3.690.000. Thì A04S này sẽ nâng cấp ở màn hình, nó sẽ lên tần số quét lên đến là 90Hz và cộng 3 camera phía sau với cam chính là 50, phụ lần lượt là 2 và 2, selfie là 5MP. A04S này sẽ sử dụng một chip là Exynos 850 8 nhân, màn hình 6.5 inch với độ phân giải là HD+, viên pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 15W các bạn ha. Máy màu xanh Samsung Galaxy A14, RAM 4GB phiên bản 4G giá 4.490.000, hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp 500.000 là còn 3.990 cho A14 phiên bản RAM 4, bộ nhớ 128GB. A14 này thì màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD cộng, chip Exynos 850 8 nhân, RAM đây 4GB, bộ nhớ trong 128GB. 3 camera phía sau với camera chính là 50MP, 2 camera phụ lần lượt là 5 và 2, camera selfie phía trước là 13MP, viên pin trên máy là pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 15W. Samsung Galaxy A14 phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, có giá là 4.990 và hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 500.000 là còn 4.490 cho phiên bản RAM 6, bộ nhớ 128. Samsung Galaxy A24 với hai phiên bản RAM 6GB có giá là 6.490.000, giảm giá 400.000 là còn 6.090.000. Phiên bản A24 RAM 8GB giá 6.990, giảm 400 là còn 6.590.000. Thì A24 này sẽ có màn hình là 6.5 inch với độ phân giải là Full HD+. A24 sẽ được trang bị con chip là Helio G99 8 nhân, RAM 8GB, bộ nhớ ở đây là 128GB. RAM nó sẽ có hai phiên bản RAM 6 và RAM 8. Camera selfie phía trước là 13MP, 3 camera phía sau với cam chính là 50, camera phụ là 8 và 2, pin 5000 và con này hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 25W. A24 này hiện tại các bạn mua thì sẽ chỉ có máy và cáp sạc, các bạn sẽ phải mua thêm một cái củ sạc các bạn nha. Rồi, Samsung Galaxy A34 phiên bản 5G 128GB có giá là 8.490.000, hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá trực tiếp là 700.000 còn tầm khoảng 7.790.000 cho phiên bản A34 128GB. Đây là phiên bản màu bạc rất là đẹp. A34 này thì sẽ có màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD+, sử dụng chip là Dimensity 1080, sử dụng được 5G nha, RAM 8, bộ nhớ 128GB. 3 camera sau với camera chính là 48MP, camera phụ là 8 và 5, selfie ở đây là 13MP, viên pin là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 25W. A34 phiên bản 256GB sẽ có giá là 9.490.000 và hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 1.200.000 các bạn. Samsung Galaxy A54 phiên bản 128GB có giá là 10.490.000, hiện tại nó đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 1.500.000 các bạn, thì còn tầm khoảng là 8.990 ha. Đây là A54 phiên bản 128GB sẽ có màn hình là 6.4 inch với độ phân giải là Full HD+,
sử dụng con chip là Exynos 13808 nhân, sử dụng 5G. RAM trên máy là RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Ngoài ra thì sẽ có phiên bản bộ nhớ trong là 256GB, giá mắc hơn một khoảng 1 triệu bạn, 11.490 ha. Camera thì sẽ có cộng 3 camera sau với cam chính là 50 megapixel. Một camera phụ là 12 và 5. Selfie phía trước là 32 megapixel, viên pin trên máy là viên pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 25W. Samsung Galaxy S23 128GB có giá là 22.990. Hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 5 triệu, là còn bạn mua toàn tầm khoảng là 17.990.000 cho S23 128GB. Đây S23, một chiếc máy rất là nhỏ gọn. S23 này thì màn hình là 6.1 inch, sử dụng chip là Qualcomm 8 Gen 2, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Camera chính phía sau là 50 megapixel, camera phụ là 12 và 10, selfie là 12 megapixel. Viên pin trên máy là 3900mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 25W. Samsung Galaxy S23 LED 256GB có giá là 25.790.000. Hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 5 triệu, là còn 20.790.000 cho S23 LED 256GB. S23 LED này sẽ có màn hình là 6.6 inch, nó sử dụng chip là Qualcomm 8 Gen 2, RAM 8, bộ nhớ ở đây là 256GB. Cộng 3 camera sau với cam chính là 50, phụ là 12 và 10, selfie là 12 megapixel, viên pin trên máy là viên pin 4700, hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 45W. Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB có giá là 31.990.000. Hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 6.500.000 các bạn. 6.500.000 ha. Thì bạn mua còn tầm khoảng là 25.490.000 cho S23 Ultra 256GB. Thì S23 Ultra này sẽ có màn hình là 6.8 inch, với độ phân giải màn hình là 2K cộng, chip Qualcomm 8 Gen 2. Con chip này sử dụng máy rất là mát luôn bạn, không nóng luôn bạn. Demo để nguyên đêm sáng ngày vẫn là rất là mát luôn. RAM trên máy thì RAM 8, bộ nhớ đây là 256GB. Camera chính thì chúng ta sẽ có cam chính lên đến độ phân giải là đến 200MP. Camera phụ lần lượt 12, 10 và 10. Selfie phía trước là 12 megapixel ha. Viên pin trên máy là viên pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 45W. Rồi, một siêu phẩm của Samsung đó là Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 256GB có giá là 40.990.000. Hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 5 triệu tặng gói bảo hiểm mở rộng Samsung Care 6 tháng, còn chờ hàng thương gia, ưu đãi 4 tháng sử dụng YouTube Premium, hỗ trợ góp 0% lãi suất mà ha. Đây là Z Fold 4 256GB, chiếc máy gặp rất là đẳng cấp của Samsung. Rồi, một chiếc máy cũng đẳng cấp không kém đó là Samsung Galaxy Z Flip 4 128GB, có giá là 23.990. Hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp 5 triệu, và còn tầm khoảng 18.990 cho Z Flip 4 128GB. Z Flip 4 này thì nó có màn hình là 6.7 inch. Màn hình phụ ở ngoài là 1.9 inch các bạn ha. Sử dụng chip là Qualcomm 8 Plus Gen 1, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Camera thì chúng ta sẽ có hai camera phía sau, đều phân giải là đều là 12 megapixel. Selfie phía trước là 10. Viên pin trên máy là 3700 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 25W. Rồi, Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB có giá là 30.990.000. Hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 8 triệu các bạn. Thì còn tầm bạn mua máy thì còn tầm khoảng 22.990.000 thôi. S22 Ultra này thì nó có màn hình là 6.8 inch. Nó sử dụng chip là Qualcomm 8 Gen 1. RAM trên máy là RAM 8, bộ nhớ ở đây là 128GB. Camera chính phía sau lên đến là 108MP và 3 camera phụ lần lượt 12, 10, 10. Selfie phía trước là 40MP. Viên pin trên máy là 5000 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 45W. Samsung Galaxy S21 FE phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128GB, có giá là 16.990. Hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 4 triệu. Các bạn mua còn tầm khoảng là 12.490 cho S21 FE phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128. Samsung Galaxy A73 5G có giá là 9.290, giảm giá 800.000. Đây là A73
chiếc máy ra khá lâu, giá đã rẻ đi rất nhiều nhưng mà cấu hình không thay đổi. Các bạn mua trong thời gian này rất là ngon luôn. Nó sẽ có màn hình là 6,7 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Chip Qualcomm 778G. Con này sử dụng được 5G nha. RAM trên máy là RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Tần số quét màn hình 120Hz. Camera chính phía sau là 108MP. 3 camera phụ lần lượt 12, 5, 5. Selfie là 32MP. Pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 25W. Con này có chứng kháng nước kháng bụi các bạn nha. Rồi, Samsung Galaxy A14 5G có giá là 5.190.000. Hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp 300.000, là còn tầm khoảng 4.890 cho A14 phiên bản 5G. A14 này thì nó sẽ có màn hình là 6,6 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Sử dụng chip là Dimensity 700 5G, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Viên pin là 5000 và con này hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 15W. Rồi, thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của Samsung tại Thế Động trong những ngày đầu tháng 6 này các bạn nha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất các bạn nha. Bye bye.